Xin chào cả nhà, chúc quý vị luôn bình an vui vẻ. Hôm nay đi câu sau trận bão lụt. Bữa hôm nó nước lụt lên tới đây luôn nè, tới chiếc xe mình đậu luôn đó. Hello everyone, thanks for watching. Going fishing after the flood. Last time, couple weeks ago, the flood all the way up here. Past that building too. We'll see how is it today. Đó, lụt hết trơn luôn. Bây giờ ta mở lại. Still muddy. Xinh quá trời luôn. Mất hòn đảo thấy xa rồi. Đảo gì? Đảo Trường Sơn hả? Mất luôn mấy cái nhà luôn rồi. Mấy cái nhà hơi chạy rồi, cái đó đương nhiên rồi. Cái đảo còn mất luôn mà. Cái này ai chạy tầm bậy bị dính này. Đó, nước lụt đến tới đó đó. Tại sao mấy Mỹ nó ngu nhỉ, chim đi quay mà không bắt về Cali ngủ với Hương Ruti. Vì trời quá trời này. Ngu gì đâu. Không ăn thả đi nè. Này là mồi. Ô, cả 6-7 phao. Chúng mánh khai trương. Mở hàng, con cá đầu tiên. Chấm cỏ, quá bự luôn, khó. Con này 15 phao này. Không ăn thả. Almost got it, almost. Làm mồi. Con này khoảng chừng 10 phao. Và 10 phao. Cá hỏa tiễn mỏ dài nè. Con sống. Mỹ nó câu được, nó không ăn, nó giục lên bờ cho chết đi nè. They waste the fish. They don't eat it, do it in the water. Don't waste the fish. Con này khoảng chừng 15 pound luôn. Cayo. Cayo, mấy pound tư? Được 2-3 pound, good. Hình sâu mấy pound sâu? 4-5 pound lận. 4-5 pound lận, lấy bờ đã vừa đâu. Cái này phải lấy cái vợt nhỏ lên. Ba con rồi. Số 7 phao luôn. Ba con rồi đó. Quá đẹp. Số bao luôn. Rồi, thân kia chút. Quá bự luôn. Quá bự, quá bự. Ai quá trời luôn nè, đó. Đó. Phải coi đâu. Đủ mà cả hết. Con này 8-9 phao, 10 phao luôn. 12-13 bao luôn. Quá dữ chú Tư. Chúng mắn rồi, chết rồi, chúng mắn rồi. Mới nói chú Tư ăn hiếm ông gì. 12-13 bao luôn, chúng mắn rồi. Cá vô. Tư móc mồi lớn hay mồi nhỏ vậy? Cá vô. À, lỗi thải lắm. Thôi,
đợi năm hào mới lấy cái này ký lô dục đâm mang luôn anh Tư, bỏ vô thùng rồi phải đâm chứ khỏi nhăn máu. Ký lô dục thôi không lấy, đợi năm hào hôm nay cá nhiều rồi, đó là bự vượt vượt anh toàn sáu năm số hào đó, năm số hào đó đúng rồi, năm số hào đúng là cái này mới lấy này, mấy cái cái dục hết đi đi đó, năm số hào đó vậy mới đúng chứ, vậy mới đúng này, mấy cái cái dục hết đi thôi. Nhiều lắm mới nói ăn mà nhiều lắm đây luôn á, nãy giờ là 30 con rồi, còn 40 con nữa. Cái vô, cái vô, đứng lên trên sao, đứng lên trên. Cái vô tiếp. Cái vô. Anh phải sẽ hớp. Ờ, bắt nó vào tiếp. Chết mẹ rồi. Chết rồi. Hôm nay làm đắc hen rồi. Quá đã, thả không? Con này thả không? Cỡ này mới lấy này. Cỡ này lấy hai phao dục hết. Hai phao dục hết. Được xem xúc. Hai ba phao không? Gứt rồi, gứt sai rồi. Nuốt luôn mà chứ không? Để nuốt luôn mà. Con này dục thôi không lấy. Mấy hôm nay cá này dục hết. Không nhỏ đâu, 3-4 phao luôn á. Quá đẹp. Cái này phải lấy cái vợt nhỏ dễ xúc này. Sao lấy cái neo đâm gì vậy? Mẹ vợt sao, vợt sao? Con này không nhỏ 5 phao. Dẫn trời, vợt đây với đâu? Trời ơi, con kia không chứ dẫn để mất con. Con này 5 phao chứ đâu có nhỏ. Mẹ che cá đồ thôi, dục đi là con 10 phao. Wow, bữa nay dẫn đã luôn mà kéo cũng đã luôn. Mấy con 10 phao, cá này nhỏ dục thôi. Nhỏ quá chút thôi. Mình mới cần ngã nha. Mặt trời mà hai phao đòi mẹ gì nữa. Nhưng mà vẫn thả xuống hầm. Chưa chắc đâu. Đó. Má cái này phải thả đi theo phía của hành sáu hành. Cái này chiên giò mới ngon này. Nhỏ mẹ gì, cái là hơn ký rồi, đòi mẹ gì nữa, 3 phao ngoài rồi. Dục thôi, rồi cắt 5 phao đi. Dục đi, nó hình như vậy này. Ngươi mà hâm này. Sao anh Sáu, sao còn son cá bét làm gì anh Sáu? Đâu có trộn lên vậy. Ngươi mà hâm này. Tại sao máu nó đỏ, mình được cái mình đâm máu luôn đó. Cho anh cá nó bớt tanh mà nó ngon. Cái này móng nhựa bãi Trường Hải này. Móng. Đâm một ánh này lại rồi. Vô anh Sáu, vô anh Sáu. Sao con nào cũng có thẻo chứ đó, cái gì ta? Nó bị vướng nhanh, nó lọt cái cả, nó cò cả này. Anh Tư nữa, cả vô anh Tư. Cả vô, mã không có mình em này nó kỳ thị rồi. Quá hầm tạ. Thôi cái này được. Được. Muốn bỏ hầm tàu thì bỏ, con này không được, con này kia riết rồi, ký rồi, còn đòi gì nữa. Hôm nay lấy con 7 phao làm canh chua nha. Mắc dính ngoài dính vô không? Hả? À. Đây dính ngoài dính vô đây. Lấy câu này mất dạy lắm ok. Câu này là sát thủ mà hồi đó, câu này là câu red fish nè. Ổ Nhi có tính đâu mà câu Ổ Nhi không chết mẹ rồi. Móc mồi bự lên Tư. Anh móc mồi nhỏ quá đúng rồi. Không bự đâu. No, mồi này nhỏ. Móc bự ra. Mồi bự ra mới lấy cái mồi của em kìa. Em ơi, con cá đầu tiên. Cá tiền đâu? 3 phao. 5 phao. Quá, 2 phao ạ. Con cá đầu tiên. Phao rưỡi 2 phao ạ. Má cái này phi lê chiên giòn ngon lắm này. 2 tuần rồi chưa ăn á. Cá phi lê hả? Phi lê chiên giòn này. Chỉ mua cá trước. 3-4 phao
Vô. Vì em lên bờ em câu này. Khúc đó ừ. Cho mang câu đây. Đâu có nhỏ, con này 3-4 bao chứ. 3-4 bao chê gì nữa, có gì mất mỏ này. Hồi nãy mất con bảo. Đó, bày chê gì nữa. Đợi cho được công càng ăn. Nguyên bày cá dưới này là đấy chưa. Càng quá trời. Bự hẳn tư. Bự không? Bự, vật. Vật vô. Vô hẳn tư, vô. Bự. Mẹ có phao mà. Chết mẹ rồi, 5-10 phao rồi. Đưa cảnh sát dưới này. Anh Sáu đi lên chung. Anh Sáu, 10 phao đó. 10 bao, thấy chưa? Anh Sâu 15 bao. Ủa, con này 15-17 bao luôn á. Nói dây là sao? 15-17 bao luôn, đó. Anh nói rồi. Em mới nói ra là cá bự đây. Chú Tư biết làm ăn. Biết làm ăn. Con này 15 bao đó. Quá đẹp luôn. Ok chú. Không nhỏ đâu à, 2 pound à. Đấy. Con này là con này không cần nuôi. Ký đó. Ký đấy. Em được ký đấy anh ạ. À. Em được 1 ký đấy. Biết làm ăn. Em được ký đấy. Má có 4-5 phao, 5 số phao mà chỉ hô chục phao. Số 7 phao, số 7 phao. Sao đánh sao? Anh tính chê, anh không lấy anh sao? Không kêu lên, chú thả cho nó chìm xuống, sao anh thấy được. Số 7 phao là. Thế nó xây sụn ghê không? Số 7 phao, ok. Một chút xíu xích mỏi kìa. Ok, số 7 phao. Vô luôn, nhanh thế. Chút xíu xích mỏ kìa, thấy không? Đó. Hai phao ơi. Chết mẹ rồi. Hơn bao này. Hôm nay tụi tao không canh chua mày đâu. Tụi tao lấy 10 phao tao canh chua cơ. Cãi vô, cãi vô. Cãi vô. Quay sát vô cái đưa lên luôn. Ờ, đưa lên luôn. Cần câu tốt mà. Kilo. Kilo, kilo. 1 kilo. Kilo. Làm mồi. Không ăn thả hết. Dư mồi rồi. Con này nhỏ dục thôi. Mẹ nhỏ quá. Dục mẹ đi, 5 số bao à. Đừng coi 10 mấy hết chục phao. Thì mới nói chuyện. Trời trời. Cánh mấy nãy giờ đó. Em muốn câu được con 2 bên vậy. Quá đã. Cá nào đòi lên phi nào, không có lên phi nào. Cành con nó nhiều không có nào là sao. Hai cành sao được không có nào là. Đó rồi anh Tư. Cũng được. Nuôi đi. Ê có chừng trẻ đó. Nuôi. Nuôi. Đứng nhiều rất không mệt. Mình có lúc anh nhau anh xuống sông luôn á. Sống 2 feet này thấy chưa. Ai nói dưới đập không có sống. Không có feet thôi nó chơi. Trên kia là 10 feet kìa. Đấy, sống trên đó 5 feet đây. Em chung mắn rồi, cá nó kia thịt em rồi. Cá kia thịt em rồi.
cá kỳ thị rồi. Hôm nay ăn cá bét thôi. Kệ nó, cũng là cá. Ký đó anh Sáu ạ, ký đó. Ký đó, đó. Mới được con nữa này chết rồi, nó lủi ra lên cho vui. Anh mới gửi hai con á. Cá qua trời mưa mà hầm luôn bà con ơi, nguyên mà hầm cá luôn. Nguyên mà hầm cá. Đó, nữa. Đó, cá vô tiếp, cá vô tiếp. Có đó. Tao anh Tư. Thôi con này về kho tiêu. Thôi thả đi. Lấy về kho tiêu. Kho tiêu xuất khẩu Việt Nam. Cá gì? Cá Hoa Kỳ xuất khẩu về Việt Nam kho tiêu. Ông cũng trọng rồi chứ. Trọng chứ. Hai ba bao. Hai ba bao, dục đi. Dục đi. Hôm nay phải năm hao mới lấy. Quá rồi nó lạng rồi. Dưới năm hao không lấy. Dưới năm hao dục. Dục đi dục thôi. Hướng phao ai rồi phải không? Mẹ con này hơn ký đó. Người nói bệnh chuyện nằm bậy à. Bắt lòng nhau lắm nè. Quá đẹp. Hơn ký đấy. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Nguyên mồm cá là bà con nào má này ạ. Trăm mấy chục hào rồi nha. Nhiều lắm chứ. Không biết đâu. Các bước không bằng. Trăm mấy chục hào rồi đó. Nó này phải trăm rưỡi hào rồi đó, không biết đâu. Năm nay các bước nhiều lắm. Năm mười hào, mười mấy hào. Không đủ. No, anh sẽ hức mày không đúng. Cái đó anh ghi cá cho mày sẽ hức. Đó, sẽ hức phải như vậy đó. Ừ. Nó thiệt đâu mà nó chơi đâu. Tại vì cá bự anh không sẽ hức phải đánh mất cá. Mất cá. Ừ. Ừ. Đúng anh vừa phải không? Năm số bao mẹ gì mà 7-8 bao rồi. Đâu rồi cá đâu rồi, cá đi đâu rồi, cá đi đâu rồi, cá đi đâu rồi, quá dữ thằng ơi, cá đi đâu rồi. Ờ, này các bạn không à, bự không? Bự ạ, ba pound đó. Không cần vợt, đưa thẳng lên luôn. Ký, hơn ký. Anh từ đời kiếp nào? Anh từ kiếp nào rồi không chưa kéo lên. Chết mẹ, câu kiểu này đâu câu. Chê nhỏ dục này. Câu nhận mấy cái là môi mép mồm nó sắc hết trơn hả? Chưa không nổi đây. Nó đi qua cái đó lanh như bí á. Không nổi hả? Thì câu thả như vậy này. Được không? Nhỏ tí à? Mất dậy thế. Nhỏ mà nó hốn vậy không biết. Cái lăng đấy. Tử đây. Ờ. Ta lên núi tao luyện 2 tiếng hay gì? 2 tuần lễ cho xuống đây. Dám chạy ngược đồng phước ấy. Thì nó cứ lo vòng vòng mà. 3-4 pao đưa vô. Anh cầm như vậy. Cầm cái chút bao. Ba bốn bao con đòi mẹ gì nữa. Nó nuốt vào khỏi cần xem. Bự không? 2-3 bao nó cũng lớn nha. Cũng gứt rồi đòi gì nữa. Bữa mai xong rồi. Này con phải thêm thằng lên nữa. Bận rộng nó chứ. Quá trời luôn. Này. Ê đây, ê, gần chục phao ạ. Nó chưa tầm bay ạ. Thấy chưa? Quá rồi, bữa nay muốn xỉu luôn đây. Gần chục pound đó. 7-8 pound cả. Thảo cái sợi dây đó anh là anh xấu. Chú Tư xấu. 7-8 pound chứ đâu có nhỏ đâu. Đang nghiên cứu hả? Coi chừng nó đập cái chết mẹ anh xấu. Anh Tư bỏ cái phao xuống cho mẹ em anh Tư. Đập rồi chứ. Nửa pound. Pha nó bắt đầu pha chim rồi, cong cần đi. Ồ, nổi lên lại rồi. Má không được phao vô ít đâu. Đấy, kho tiêu. Kho tiêu. Vừa em nó check đây. Thế
em nói anh check đây. Được món cá bự là phải check lên. Hai bạn bạn check lên. Khó tiêu. Chúng bắn bắn xấu thì chúng bắn rồi. Anh cứ kéo lên sau. Em quay phim cho. Ok, cứ tự nhiên mà cá nhỏ. Có nặng lúc cá chứ. Nên sau chúng bắn. Hai ba sao à? Hai ba. Này, nuôi đi. Nuôi. Anh Sáu công cần nữa nè. Xe hức. Đây hầm rồi. Cái gì? Con gì? Con à? Mười mấy vào. Được rồi em ơi. Không cần vợt. Nó vô hầm rồi. Vậy chứ. Nó vô hầm rồi. Anh phải đưa vô trong luôn. Anh kéo lên phải đưa trong liền. Tại chú kìa, chú đứng trong ảnh hưởng, nó quất được chú kìa, lãnh đủ. Lấy vô chút. Từ từ từng gói té đó. Không tử. Cả nó đang lợi lên đấy. Đấy, nó đang kéo lên đấy. Chạy lúc lúc vào chứ sao. Theo cái con thì có cá, cái pha nó nhấp này à, đó lúc còn lúc nó nằm như một chỗ là không phải cá. Ba chục hào anh sao cái giống cá con là 60 hào đó. Cá con lại chạy dữ lắm chứ anh nghĩ con này cá. Đồ, anh chưa đụng nó, anh đụng một nó biết là nó chạy. Bây giờ nó đang lội bình thường ấy à, chính nó không biết là những câu nữa. Ok là chưa giữ mình, ha. Mạnh ngăn sâu. Buông cái cây xuống. Nhẹ xíu à, nhẹ. Đi, mười mấy bao rồi gì nữa. Không cần vợt, mười mấy bao rồi. Đủ nuốt tới họng luôn. Nhắc nó bận. Đây, một em cái địch bắn này canh chua luôn. Canh chua con này luôn. Ờ. Mà canh chua con này luôn bảo. Thấy cá bự nhiều mà. Trời ơi, vậy nó chơi luôn chứ. Vậy nó mới đái chứ. Sao làm nhiều anh sao? Em thấy canh chua hai con này ngon hơn là con bự cả. Thì đó. Cỡ này canh chua hai con này ngon hơn này. Đó, nuốt nữa rồi chú Hạnh ơi. Đâu có nuốt đâu. Nuốt rồi. Ờ, nuốt rồi. Thấy không? Không lớn hai phao ạ. 3-4 phao ạ. Con nhỏ. Cần con lớn hơn chút nữa. Thôi thêm con nữa, hai con như vậy con kia cũng được. Hai phao. Chắc tin luôn. Cũng được. Anh con anh đâu có xe hút đâu mà có. Còn đâu? Còn hả? Cái nhỏ. Lấy kho tiêu, chẳng. Chua rồi em ơi. Cánh chua rồi em ơi. Còn khoảng chừng 8 phao trên dưới. 6 được thêm một con 2 phao mấy 3 phao nó ngon men ạ. À. Lẹ lên đi. 8-9 phao cá nè. 9 phao. Lột da dục đầu dục hết. Anh cứ vô đây thôi. Mà nó lột da, nó chưa tầm bậy, cá nó lột da. Bị tàn tật đó kìa, cong ngực cong xuôi kìa. Phóng xanh đâu, anh Sáu con cá kìa. Phóng xanh đâu. Nó bị chày thôi. Chày gì con cá nó cong này, thấy không? Ờ, nó bị tật đó hả? Ờ, phóng xanh đi. Ờ, không có nhìn cá này, quay từ quay kỹ nè. Ú, nó cong ngực cong xuôi kìa. Handicap. Thôi phóng xanh đi. Nó chạy theo. Còn bánh. Nó ăn nữa kìa. Cũng được. Trời sẽ chiều rồi, lấy. Cơm nó mới ăn tới rồi, cơm rồi, cơm chiều. Ủa. Quên bọc rau ở nhà. Canh chua cá không thôi, không có rau. Đúng rồi em ơi. Ba bao, hai ba bao. Phao rưỡi thật đấy chứ. Không được, phao rưỡi à. Dục.
Kho tàu, kho tàu, kho tàu. Ok, kho tiêu. Lấy về kho tiêu. Ừ. Nhỏ mà nó hỗn á. Láo thiệt đi giờ. Nửa phao à? Nửa phao à? Hơn nửa phao à? Quá này kho tiêu chứ làm mẹ gì. Tàu bên kia 7 người 175 con kìa. Quá cái đẻo nhiêu mà phá mày chết mẹ này mày. Thấy xuống đốt liền à. Thì em nói này canh canh thử coi. Canh thử coi đây. Đôi khi con này cũng ờ đỡ buồn đỡ vã chứ. Cái này được hơn phao, hai phao chứ. Nước có chảy mặn phải không? Cái kia mẹ nó. Vậy cũng được đi, kệ nó. Trời sẽ chiều rồi. Chiều cục đá với cháu lên. Chứ cá mẹ gì đấy. So big. Oh, cảm ơn nha. Yes. Oh, cá quá mừng luôn. Yes. Má cá có bự luôn trời. 75 con, 3 người, khoảng chừng 250 phao, gọi như là thành công. Chưa kể cá bét. Ờ. Chưa kể ăn. Ừ, ăn mất mẹ 90 phao rồi. Chưa kể thả. Thì cá nhỏ con thả mà thả nhiều à. Ờ, lúc đầu con hơn bao thả hết. Trời chiều mới lấy thêm mấy con, lấy khoảng chục con hơn phao thôi. Còn chút xíu. Quá trời cá bự này nha, không có thổi bự đâu đó nha. Đấy. Con cá cá vượng bự này đấy, 21 22 in đấy. Chục người cá bass, câu quay bass. 10 con quay bass.